Rồi. Ok, bài 2, biomechanics of resistance exercise. Thì đầu tiên người ta sẽ nói sơ qua về biomechanics là gì, xong rồi nói qua về nhóm cơ chủ vận, đối vận, vai trò của nó, cũng như nhóm cơ, có nhóm cơ đồng vận nữa. Rồi thì biomechanics hiểu nôm na là cơ chế vận hành của cơ thể chúng ta, cơ chế phối hợp để nó sinh lực để hoạt động, thực hiện chuyển động, hoạt động, vận động gì đó, và tương tác với cái lực bên ngoài như là trọng lực, rồi lực quán tính, rồi gì nữa ta, lực cản của chất lỏng, rồi lực ma sát đó, từ môi trường bên ngoài sẽ có nhiều cái dạng lực khác nhau, thì cái cơ thể của chúng ta phối hợp để dùng sinh lực từ bên trong để tác động lên những cái đối tượng bên ngoài, cái external object, từ lực bên ngoài. Thì để mà sinh lực như vậy á, cơ thể chúng ta nó sẽ có cái cấu trúc. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của hệ cơ xương, skeletal muscle, muscular. Thì như chúng ta cũng biết thì về cấu trúc học giải phẫu thì cái đầu tiên phải biết là origin với lại insertion, mình hay gọi là điểm nguyên ủy và bám tận. Nguyên ủy và bám tận. Thì ở đây người ta định nghĩa cái nguyên ủy hay là origin này á, là những cái điểm mà nó nằm gần với trọng tâm cơ thể. Origin là nó sẽ được là những điểm gần với trọng tâm cơ thể, hay còn gọi là proximal. Và cái insertion người ta định nghĩa là những cái điểm xa cái trọng tâm cơ thể, là distal. Bình thường mình xác định nguyên ủy với bám tận á, mình còn một cái cách gọi xác định khác là giống như cái điểm nào nó ổn định hơn trong cái chuyển động thì nó là nguyên ủy, còn cái điểm nào nó di chuyển nhiều thì nó là bám tận. Nhưng mà ở dưới người ta phân tích á, là nếu mà xác định cái điểm nguyên ủy và bám tận như vậy á, thì trong một số trường hợp nó không có đúng. Ví dụ trong mấy cái bài như gập bụng đây, ta lấy ví dụ bài sit up nếu mà lấy điểm nguyên ủy origin á, origin của cái cơ iliacus muscle này, thì điểm origin nó là nằm trên khớp hông, còn cái điểm bám tận của nó nằm dưới xương đùi. Thì nếu như chúng ta tập cái bài sit up thì lúc này cái hông nó mới là cái điểm di chuyển, còn cái phần dưới, phần chân á, nó lại nằm yên. Như vậy nếu mà xác định nguyên ủy hay bám tận, origin hay với insertion theo kiểu mà cái nào ổn định hơn thì là nguyên ủy, thì trong trường hợp này nó lại không đúng. Trong trường hợp này thì cái điểm nằm ở trên đùi á, nó lại nằm yên. Điểm insertion nó lại nằm yên, còn cái điểm origin lúc này nó lại chuyển động trong bài sit up. Nên người ta quy định theo cái kiểu truyền thống, cái kiểu này kiểu là traditional của người ta, thì origin sẽ là những điểm nằm gần cơ thể, proximal, còn insertion là những điểm nằm xa cơ thể hay là distal. Đó. Rồi. Ở đây chúng ta thấy vì cái lý do trong những bài tập khác nhau nó lại vận động khác nhau. Rồi đó là origin với insertion. Thì các cái cơ của chúng ta nó sẽ đính vào xương dựa vào những cái mô liên kết. Những cái mô liên kết hay những cái màng fascia nè, hay những cái màng fascia. Và những cái màng fascia này là những cái sợi nó đang xen lẫn nhau. Nó đang xen lẫn nhau. Thì ví dụ như những cái sợi bề mặt này, nếu như mà tưởng tượng giống như hai bàn tay chúng ta, nếu mà nó trượt trên nhau như vậy thì chúng ta cảm giác được có cái lực ma sát, một cái lực ma sát nhỏ nhỏ, lực ma sát nhỏ nhỏ trên hai cái bề mặt của hai cái bàn tay, những cái ngón tay nè. Thì cái dạng cấu trúc này á, nó không có trượt trong quầy mà là nó sẽ mở ra, nó đan vô đó, để nó tạo nên cấu trúc vững chắc, rút ra rút vô không có bị đứt, nó không bị di chuyển nhiều, để nó truyền tải được cái lực từ sợi cơ đi qua những cái mô liên kết như là gân hay là màng fascia này, để đến đính vào cái xương, cái màng ngoài của xương á, để có thể nâng được xương, cấu trúc xương lên thì mới sinh ra chuyển động. Đó, thì người ta có nói qua về
về cái cấu trúc của những cái fleshy attachment, tức là những cái điểm bám của gân á, những điểm bám của gân trên trên cái mô xương, mà ở đây là những cái phần gần proximal, proximal tức là cái điểm cuối của cái xương mà gần cơ thể á, thì người ta gọi là fleshy attachment. Fleshy attachment là cái điểm nối giữa dây chằng hoặc là gân, không, điểm nối gì của gân với xương. À, mà gân đó là nơi kết nối của cơ với xương. Rồi. Ở đây giải thích thêm về cấu trúc, nó là các cấu trúc sợi như là sợi gân. Đây nè, blend into and continuous, tức là đang xen vào nhau và liên tiếp với nhau. À, đang xen và liên tiếp với nhau để từ cái cơ nó truyền tải lực qua cái gân và truyền tải lực qua cái xương, cái hệ thống xương, và nó liên tiếp nè, đó là tính năng liên tiếp. Còn nó đang xen vào nhau, blend với nhau để nó tạo cấu trúc nó vững chắc. Rồi, vậy thôi. Nên nó tạo ra một cấu trúc very strong. Đây, very strong. Rồi, thông thường một cái chuyển động nào đó nó không phải là do một cái cơ bắp nó hoạt động, mà hầu hết là do nhiều cái cơ bắp khác nhau. À, nhiều cơ bắp khác nhau được kết hợp để thực sinh ra chuyển động. Và trong đó người ta xác định có những nhóm cơ đóng vai trò chính, vai trò chính đưa cái lực trực tiếp lên cái chuyển động đó, cái vận động đó, thì người ta gọi là prime mover hoặc là agonist. Đây, prime mover. Một số sách hay là video tài liệu người ta dùng prime mover, từ này phổ biến hơn. Còn một số thì sẽ dùng agonist, giống nhau, đều là cái mà sinh ra lực chính, prime mover. Đó, prime mover và agonist. Remover. À, nói thêm xíu về cái màng fascia này. Cái màng fascia này do cấu trúc nó vững chắc nên nó cũng rải trên cơ thể ta của chúng ta nhiều nơi, những cái nơi mà cần cái độ ổn định cao với lại cái vững chắc của cơ thể. Ví dụ như đây là cái sợi TFL hay là phần low back, phía sau low back. Chỗ này khu vực core chịu áp lực thường xuyên nên do quá trình tiến hóa nó đã dày ở đây rồi. Ví dụ ở đây nữa, cẳng chân chẳng hạn, đó, những sợi gân lớn, những cái sợi gân lớn và những cái mô fascia lớn để kết nối. Và cái này chính là cái tạo nên cái khuôn cơ thể của chúng ta. À, người ta nói là cái người chúng ta đã có cái khuôn sẵn rồi, à, nó đã fit sẵn rồi. Còn việc chúng ta thấy được cái khuôn này không là do chúng ta có mở ít hay mở nhiều gì đó, nên không có việc mà tập bài để cắt xé gì cả, chỉ là kiểm soát lượng mỡ để có thể thấy được cái này, hoặc là tập cho cái này nó dày lên, nhớ lấm kênh trong nó dày hơn để dễ thấy cơ hơn hơn chứ không có bài tập gọi là cắt xé cơ đó. Rồi quay lại với agonist với antagonist. Agonist là nhóm cơ tham gia chính hay còn gọi là prime mover trong một cái chuyển động nào đó. Ví dụ đây, như việc chúng ta duỗi cánh tay xuống, thì agonist lúc này là tricep, cơ tam đầu. Còn nếu chúng ta gập cái tay lên thì lúc này agonist là cái cơ bicep, cơ nhị đầu phía trước. À, trong những cái chuyển động khác nhau thì những cái cơ khác nhau đóng vai trò agonist hay là antagonist. À, antagonist ở đây là sẽ là cái cơ đối xứng với cơ, thường là sẽ là cơ đối xứng với cơ chủ vận là agonist hay là prime mover, nó sẽ nằm đối xứng. Và cái chức năng vai trò của nó là làm cho kiểm soát cái tốc độ, tức là nó làm giảm tốc độ cũng như là dừng cái chuyển động ở mức cái biên độ phù hợp. Tưởng tượng ví dụ như chuyển động chúng ta ném banh, ném banh, ví dụ ném bóng chày chẳng hạn, ném banh thì lúc này cái elbow, cái cùi chỏ chúng ta sẽ extend, mở rộng, duỗi hết mức. Thì cái việc duỗi hết mức này, cái cơ chủ vận của nó là cơ tricep. Đây, tricep agonist. Thì lúc này cái cơ đối vận nó là cơ bicep, sẽ đóng vai trò là cái cơ giảm tốc độ lại để làm gì? Để cho nó hạn chế tổn thương cho những cái mô liên kết với lại cái cơ chủ vận. Nếu mà nó làm việc mà nó không có được cái sự ổn định hay là nó phát lực mạnh quá thì dễ bị tổn thương cái mô liên kết ngay chỗ khu vực khớp nối chẳng hạn. Đó. Rồi. Thì tương tự như vậy, những cái động tác mà liên quan như là giơ qua đầu gì đó, thì trong sách người ta cũng nói là những cái nhóm cơ của rotator cuff nó cũng sẽ đóng vai trò
là hỗ trợ cái sự ổn định đó. Rồi đây, ở đây người ta ví dụ nè là ném banh. Ví dụ động tác ném banh thì tricep đóng vai trò là agonist. Agonist thì khi chúng ta duỗi cái tay elbow, duỗi cùi chỏ hết mức để tăng cái tốc độ, thì cùng lúc đó cái cơ bicep sẽ đóng vai trò là antagonist để làm chậm cái chuyển động đó lại, để hãm tốc, hãm cái lực lại và dừng cái chuyển động đó. Mục đích là bảo vệ cấu trúc của cái cùi chỏ, à, cấu trúc của cùi chỏ. Rồi còn cái nãy scapula, nhóm scapula hay là rotator cuff đóng vai trò là cơ synergist. Synergist giữ ổn định. Synergist nó không trực tiếp tham gia vào cái chuyển động đó, nhưng nó sẽ đồng thời cùng với nhóm cơ chủ động, chủ vận với đối vận để giúp cho ổn định cái chuyển động đó, và cái giúp cho cái chuyển động đó đạt được cái phát lực tối đa hiệu quả hơn. Rồi ở đây người ta dùng cụm từ là assist, trợ giúp, nhưng indirect tức là trợ giúp nhưng mà nó không có trực tiếp trong cái một cái chuyển động nào đó. À rồi ở đây như việc giữ ổn định, stabilize for cái scapula nè, trong những cái chuyển động cho hông trên, đẩy đẩy về trước, đẩy ngực, chống đẩy hay đẩy qua đầu gì đó các thứ. Rồi nhóm cơ synergist này sẽ kiểm soát cái chuyển động này, chuyển động của cơ thể, khi mà trong khi đó cái nhóm cơ agonist nó thực hiện cái chuyển động chính, thì những cái thằng synergist này nó sẽ đóng vai trò, nó hỗ trợ thêm. Ví dụ như động tác squat, ví dụ động tác squat đây, động tác squat thì trong động tác squat á, mình có ba cái khớp làm việc chính là khớp hông, khớp gối với khớp cổ chân, hip knee ankle. Thì tương ứng với ba cái khớp đó cũng có những cái nhóm cơ chủ vận, đối vận với đồng vận khác nhau. Thì nhóm cơ chủ vận của phần hông là hip, là glutes maximus cơ mông, mông lớn đây. Rồi chủ vận của phần gối để duỗi gối ra hay là gập gối duỗi gối ra là cái nhóm cơ đùi trước, cụm nhóm cơ vatus. Tuy nhiên trong cái đám vatus này có một thằng đặc biệt đó, thằng rectus femoris, à, cũng là nằm trong đùi trước, nhưng mà cái thằng này nó nói hai khớp, à, cái đám này thì nó nói một khớp là từ xương đùi xuống cái đầu gối, còn riêng cái thằng rectus femoris này nó nói từ khớp hông xuống đến cái đầu gối. Nên khi nó co nó làm hai việc, đó là nó làm gập hông và nó làm cho cái đầu gối duỗi khi nó co, à không, khi nó co nó làm cho cả hông và cái gối extension mới đúng, hông và gối duỗi ra cùng lúc luôn, à co cũng co cùng lúc mà duỗi cũng duỗi cùng lúc luôn, cái rectus femoris này. Rồi tương tự thì ở dưới phần cổ chân chúng ta, khi mà nó duỗi ra extension thì nhóm cơ bắp chân soleus với lại gastrocnemius này nó đóng vai trò chính. Đối xứng với đám agonist này, cùng cái khu vực hông có những nhóm cơ đối xứng tương tự như cơ psoas, nhóm cơ psoas. Đây cơ mông mặt trước, à, mặt sau, cơ mông chủ vận để khi mà nó co bóp, lúc mà mình xuống tới cái vị trí thấp nhất, lúc mình xuống là cơ nó eccentric, nó duỗi ra, và khi mình đạp đứng lên là lúc này cơ mông nó co, cơ mông co rồi đám cơ đùi trước hồi nãy nó co. Còn cái phần mà đối vận, trong lúc cơ mông co cái thằng đối vận nó hỗ trợ cân bằng lại là cái nhóm cơ psoas đây, psoas đây, psoas, phần nhóm cơ hông, cơ gập hông, hip flexor. Rồi bên cạnh đó còn có thêm cái thằng synergist là nhóm cơ mặt sau của đùi sau đây, synergist đám đùi sau nó sẽ hỗ trợ trong lúc cái đám phía trước đùi trước với lại cơ mông làm nhiệm vụ agonist, cơ chủ vận, thì cùng lúc đó những nhóm cơ này đóng vai trò là giữ ổn định cho cái chuyển động đó, là nhóm cơ đùi sau. Ok rồi, đây cổ chân cũng tương tự vậy,
mặt sau là cơ chủ vận của nó, gastrocnemius, soleus, các thứ. Còn mặt trước, cơ antagonist nó là tibialis anterior. Rồi, tóm lại, agonist hay remover là cái cơ tham gia vào chuyển động, đóng vai trò chính trong một cái chuyển động cụ thể nào đó. Rồi, antagonist là cái thằng đối xứng để làm vai trò là giảm tốc độ của chuyển động cũng như là dừng hẳn cái chuyển động đó để bảo vệ cấu trúc của cơ thể, cấu trúc khớp, mô liên kết của cơ thể. Đồng thời, còn thêm một cái đứa nữa là synergist, nó không trực tiếp tham gia vào chuyển động nhưng nó đóng vai trò là cái cơ hỗ trợ cho cái chuyển động remover. Rồi, chốt ở đó là về ba cái thằng agonist, antagonist và synergist. Ok. Rồi, hôm nay xong rồi đến phần chính của cái bài cái buổi hôm nay. Của cái buổi hôm nay đó là về các cái dạng đòn bẩy. Các dạng đòn bẩy. Chúng ta có ba dạng đòn bẩy chính. Đây, ba dạng đòn bẩy chính. Loại số 1. Một cái đòn bẩy thì nó được cấu tạo từ những cái gì? Nó được cấu tạo từ những cái gì ha? Những cái gì mình cần chú ý, mình cần lưu ý. Tiếng, nói thử thêm tiếng. Hello. Cái gì? Hello. Theo em, một cái đòn bẩy nó sẽ có những thành phần nào? Có một cái đòn bẩy thì nó đối xứng nhau, một cái lực đi xuống thì cái kia đi lên. Cái này kia kia đi xuống, kia đi lên. Rồi, ok. Rồi, Huy, Master, nói đi Master. Thì ở trong cái thành khó nè, nó có một cái lực lực tác động lên thì sẽ có một cái lực kháng kháng lại cái đó, và có một cái fulcrum là cái trọng tâm hả, cái này dịch là cái trọng tâm điểm tựa. Có một cái điểm tựa. Rồi, ok. Còn cái thanh ngang gọi là cái lever. Ok đó. Thì cái cấu tạo của đòn bẩy, người ta định nghĩa cái sự chuyển động hoạt động của đòn bẩy á, làm những cái chuyển động xung quanh một cái trục, mà cái trục ở đây đó là cái trục ngay cái điểm tiếp xúc giữa cái lever là cái màu xanh đó, giữa cái lever và cái fulcrum ở đây là cái điểm tựa. Đôi khi á, ví dụ như cái bập bên ở ngoài công viên á, nó không có cái điểm tựa đặt lên vậy, mà là nó có một cái trục giống như là một cái trục ở giữa, nó có thể xoay được. Cái cấu trúc màu xanh này nó sẽ xoay xung quanh cái điểm nối ở cái fulcrum này, ở cái điểm tựa này đó. Thì khi nói đến đòn bẩy á, là cái chuyển động xung quanh của cái trục này, những cái lực tác động xung quanh làm cho cái sinh ra cái chuyển động xung quanh cái trục. Rồi, và cái lực đó sinh ra từ đâu? Có một cái load, mình gọi là load, hoặc là cái ngoại lực tác động lên. Hai cái đều là ngoại lực, nhưng mà ở đây là một cái load. Và đối xứng với nó có một cái lực do chúng ta muốn. Ví dụ như cơ thể của chúng ta, hoặc là ở đây là một cái có vật cản, thì đây chúng ta nâng, dùng cái lực của cơ thể nâng lên, hoặc một cái lực khác tác động vào để nâng được cái lót này lên, nâng được cái lót này lên. Thì có hai cái lực tác động lên cái lever này, có hai cái lực tác động lên, một cái là từ lót và một cái từ cái force bên ngoài này, để mục đích là nâng cái lót này lên. Rồi, cái gì tác động lên cái đòn bẩy này nữa? Đó là cái khoảng cách, khoảng cách giữa cái lực này cho đến cái fulcrum, cho đến cái điểm tựa, và cái khoảng cách từ cái lực của chúng ta tác động lên cho đến điểm tựa. Đó là hai cái loại khoảng cách ha. Nó sẽ nằm trong công thức để tính ra cái lực. Rồi, nó có những thành phần như vậy là điểm tựa, cái lever, có hai cái ngoại lực tác động vô, và một điểm nữa đó là khoảng cách giữa cái lực tác động đến cái đến cái fulcrum. Rồi, như cái hình này minh họa nè, nếu cái điểm tựa nằm vị trí khác nhau thì cái lực sinh ra khác nhau. Ví dụ như đây, bên này người ta lại dùng một cái từ khác, như là thay vì trên kia là load, ở đây người ta dùng resistance, cũng tương tự nhau thôi. Nó có nhiều tên gọi nên từ đó cái công thức á, nó sẽ cũng có nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng thật ra là cùng một ý nghĩa thôi. Resistance là cái khối lượng, ví dụ đây là 100 kg. Rồi, bên này là cái lực chúng ta tác động, muốn tác động để nâng cái vật này lên, dựa trên cái điểm tựa này để truyền tải lực xuống. Thì nếu như
khoảng cách từ cái khối lượng này đến cái điểm tựa nhỏ. Còn cái khoảng cách từ cái điểm, từ cái lực của chúng ta đến cái điểm tựa lớn hơn, thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái lực nhỏ, chỉ cần dùng một cái lực nhỏ hơn so với cái khối lượng thực tế. Tức ở đây người ta ví dụ là 50 kg, 50 kg thì có thể nâng được 100 kg đây. Đó là mình mượn cái cấu trúc của cái đòn bẩy này, cái lý thuyết về đòn bẩy để chúng ta giảm bớt cái khả năng sinh lực, để nó tiện lợi hơn cho cái việc chúng ta áp dụng vào cuộc sống, đời sống chẳng hạn. Nhưng nếu như cái điểm tựa này nó gần với chúng ta hơn, nó gần với chúng ta hơn, thì lúc này chúng ta phải sinh ra một cái lực lớn hơn để nâng một cái khối lượng nhỏ hơn. Ví dụ như đây là 200 kg để nâng một cái vật chỉ có 100 kg thôi. Thì hai cái quy luật này người ta gọi, nếu như dùng cái lực ít hơn để nâng một cái vật nặng hơn á, thì người ta gọi là mechanical advantage. Mechanical advantage lớn hơn một. Mechanical advantage tức là nó sao ta? Cái sinh lực này giống như ta gọi là sinh lực dương và sinh lực âm á. Ở đây lớn hơn 1, nếu như cái mechanical advantage này á của chúng ta lớn hơn 1 do cái tỷ lệ, do tỷ lệ gì? Do tỷ lệ của khoảng cách cái cánh tay đòn từ chỗ cái lực của chúng ta nè. Ví dụ từ đây đến điểm tựa là force arm nè, màu xanh dương. Nó lớn hơn khoảng cách, cái khoảng cách này nè, màu xanh dương này lớn hơn. Ví dụ mình cho ở đây là 2 đi. Cho đây là 2. Còn cái đoạn resistor này là 1. Đó, 2 chia 1 thì mình ra 2. Thì 2 lớn hơn 1 thì cái này mình ra dương, lớn hơn 1. Đúng ra là tất cả đều là dương hết á. Nhưng mà đây lớn hơn 1 thì lúc này cơ thể chúng ta chỉ cần sinh ra một cái lực nhỏ hơn. Người ta gọi advantage. Rồi, nếu như cái đoạn màu đỏ này lớn hơn, ở đây tỷ lệ nếu là 1 chia 2 thì sao? Đây là 1, còn bên này là 2. 1 chia 2 thì lúc này nó sẽ ra 0.5. 0.5 bé hơn 1 thì nó sẽ là disadvantage. Trong sách nó sẽ có ghi phân ra là mechanical advantage và mechanical disadvantage. Đó, tức là không tối ưu, kiểu như không tối ưu. Rồi, đi cụ thể hơn vào cái công thức đó. Công thức đó này là cái, chút nữa mình quay lại cái này sau. Đây, đi vào công thức đó. Rồi, tập trung khúc này để mình hiểu được cái này thì mình sẽ giải thích được tất cả các cái phía sau. Các bạn có thể ghi xuống để dễ hiểu hơn cũng được. Rồi, tương tự hồi nãy đây là cái cấu trúc của cái đòn bẩy số 1, đòn bẩy loại 1. Đòn bẩy loại 1 khi chúng ta đặt một cái lực lên, ở đây là cái hình màu xanh nè, cái lót này màu xanh, thì sẽ có một cái lực hướng xuống, nó tác động một cái lực hướng xuống dưới, làm cho cái đòn bẩy này nó xoay theo cái chiều mũi tên màu tím nè các bạn, hay màu hồng vậy nè, đó, quay theo cái chiều này, làm cho cái đòn bẩy quay theo chiều này. Rồi, cùng lúc đó để nâng lên cho ở cái trạng thái cân bằng, chúng ta sẽ tác động một cái lực màu tím bên cái đầu còn lại, bên đầu còn lại. Thì lúc này nó sẽ làm cho cái trục này nó quay theo hướng ngược lại, theo cái chiều mũi tên bên này. Ở đây cái màu hồng này là gì? Đó là cái lực moment của nó mà ký hiệu là CCW, tức là counter clockwise, tức là ngược chiều kim đồng hồ. Còn đây là cùng chiều kim đồng hồ, vậy thôi. Đó, đây ngược chiều kim ha. Tác động cái lực bên ngoài này, nó làm cái trục này xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Rồi ngược lại, khi chúng ta tác động cái lực air force này xuống, màu tím nè, cái lực của chúng ta đặt xuống, nó sẽ ra một cái lực xoay theo cái chiều cùng chiều kia đồng hồ. Nếu như khoảng cách giữa hai cái thằng này đến cái điểm tựa bằng nhau, nếu như bằng nhau là 10. Rồi, bằng nhau là 10 thì sao? Thì nó sẽ sinh ra cái cân bằng. Đó. Cánh tay đòn, cái torque này, đây người ta đọc là torque. Cánh tay đòn bên cái phần lót, thì cái cánh tay đòn bên phần lót nó tính bằng công thức gì? Nó tính bằng cái lực của cái vật đó, resistance arm nè, cái lực là đây, force lót nè, cộng nhân với lại resistance arm, tức là cánh tay đòn, cái khoảng cách từ cái vị trí đặt cái vật nặng đến cái điểm tựa. Đây là resistance arm, là cái khoảng cách ha, và đây là cái lực đặt lên.
thì nó ra công thức như vậy là mình sẽ tính được cái moment lực, à, torque, moment lực của bên cái phía này. Thì đây là 10, cho ở đây cái vật này là 1 Newton hay 1 ký gì đó. Rồi nó sẽ ra cái kết quả là 10 Newton trên mét. À, 10 Newton trên mét. Tương tự cái phía còn lại, cái phía ngược lại, thì cái torque bên air force á, cái lực của chúng ta, nó cũng có cái cánh tay đòn bên nó, à, cái force arm nè, người ta đánh dấu vậy để phân biệt ra. Và cái air force force, à, phân biệt ra cũng là 10 mét và 1 Newton. Thì nó sinh ra 10 mét, 10 Newton nhân mét. Rồi. Thì như vậy kết quả là gì? Kết quả là nó cân bằng. À, cân bằng. Cân bằng. Force arm bằng resistance arm, khoảng nó dựa vào khoảng cách, hai khoảng cách này bằng nhau dẫn đến này cân bằng. Nếu chúng ta cùng tác động một lực bằng nhau ha. Nó có những yếu tố đó, nếu tác động cùng một cái lực bằng nhau và cánh tay đòn bằng nhau thì nó cân bằng. Rồi. Ok, bây giờ tiếp theo đi đến cái tiếp theo. Đi đến cái advantage với lại disadvantage. Bây giờ chúng ta quy ước là giữ nguyên cái lực cùng một cái lực luôn, chỉ thay đổi cái khoảng cách thôi. Chỉ thay đổi cái resistance arm với lại force arm này thôi. Đó, thay đổi cái khoảng cách cánh tay đòn thôi. Thì sao? Ví dụ như chúng ta thay đổi cái phần khoảng cách bên phía màu tím này lên 25 chẳng hạn. À 25. Thì nó ra kết quả 25 nhân 1 Newton thì ra 25 Newton nhân mét. Đơn vị Newton mét. Thì lúc này bên màu tím này sẽ thấp xuống, sẽ nặng hơn, đẩy cái này lên lên. À vì lúc này cái mà cái việc nó mạnh hơn như vậy không phải là do chúng ta tác động thêm lực mà là do chúng ta có lợi thế về cái việc khoảng cách, à tức là cái đầu màu đen này kéo dài ra khúc, à kéo dài khúc đầu này màu đen này ra khúc để cho cái này lên thành 25, không còn là 10 nữa mà lên 25. Thì lúc này bên này chúng ta gọi là thắng lực, thắng được cái lực bên này. Đó. Thì người ta gọi cái này là mechanical advantage. Đó, thì chỉ dựa trên là cái khoảng cách cánh tay đòn thôi, cánh tay đòn này của cái lực chúng ta sinh ra lớn hơn so với kháng lực là resistance arm nè, lớn hơn cái khoảng cách của bên cái phía màu xanh, thì lúc này chúng ta được cái mechanical advantage. À rồi, cái power với cái speed này chúng ta sẽ nói sau ha. Những cái mà mechanical advantage này á, nó sẽ là mang tính power, về sức mạnh power ha. Rồi nếu ngược lại, cái cánh tay đòn bên cái khúc màu xanh dương này nó dài ra nhiều hơn so với cái thằng màu tím, thì lúc này force arm nhỏ hơn cái resistance arm nè, dẫn đến chúng ta có khái niệm là mechanical disadvantage. Rồi nếu mà mechanical disadvantage á, nó sẽ là speed, về tốc độ. À về speed, tốc độ. Rồi khúc này có thắc mắc gì mọi người? Clear khúc này không? Tiến, ok không? Clear, ok. Rồi ai không clear nhớ nói để mình nhắc lại. Tại vì cái này mình hiểu cái này chính, cái này là phải hiểu trước rồi mình mới qua những cái công thức sau, nó sẽ dễ hơn và áp dụng cho cơ thể dễ hơn. Rồi cái này là trọng tâm ha. Rồi tiếp theo là đến cái cấu trúc của cái loại đòn bẩy thứ hai. Đòn bẩy thứ hai thì sao? Cũng dựa trên như vậy. Lúc này mình chuyển cái điểm mà điểm tựa lên đầu ở đây. Rồi. Cái lực resistance á, mình để ở giữa. Để ở giữa. Rồi cái lực chúng ta tác động hướng lên. Không có hướng xuống mà hướng lên để nâng cái vật lên. Nâng cái vật lên. Khi chúng ta đặt cái vật, cái lót ở đây, nó làm cho cái cây này quay xuống theo chiều kim đồng hồ. Đó. Mình đánh dấu theo chiều kim đồng hồ quay xuống. Rồi chúng ta dùng cái lực khác kéo lên thì đi ngược chiều kim đồng hồ để nâng cái vật lên. Rồi cũng dựa theo nguyên tắc về khoảng cách của cánh tay đòn. Ở đây, khoảng cách giữa cái lót đến cái điểm tựa này chỉ có 10 thôi. À chỉ có 10 tại vì nó gần, chỉ có 10 thôi. Còn cái khoảng cách từ cái lực chúng ta tác động vào màu tím đến cái điểm tựa nó đến 25, ví dụ 25. Đó, thì lúc này nó giúp cho chúng ta có lợi thế hơn về cái khoảng cách. Nên vì vậy chúng ta chỉ cần sinh ra cái lực bằng nhau thôi, chỉ cần bằng nhau thôi, là 1 Newton chẳng hạn, thì chúng ta đã được cái gọi là mechanical advantage, là thắng lực rồi đó. À, là mình được ưu thế về lực.
Nên đây là cái cấu trúc của cái xe cút kít của mình đó, bỏ đồ lên xong mình nhấc lên mình đẩy. Đó, nên chúng ta chỉ cần sinh ra một cái lực nhỏ hơn so với cái trọng lượng thực tế của cái đống đồ này là mình đã nâng được cái nó lên rồi, cái đó lên rồi, được chưa? Rồi. Và do nó là cái cấu trúc do nó là theo cái công thức của cánh tay đòn, nó dài hơn nè, nó dài hơn so với cái cánh tay đòn của cái phần resistance đó. Nên FA ở đây, FA đây lớn hơn RA. FA lớn hơn RA. Thì nó dẫn đến đây là cấu trúc power mechanical advantage. Đó là do cái cấu trúc đòn bẩy số 2. Đòn bẩy số 2. Rồi. Đi đến đòn bẩy số 3 thì sao? Đòn bẩy số 3 thì nó giữ nguyên cái điểm tựa đây. Nhưng lúc này thay đổi vị trí của điểm sinh lực và cái khối lượng. Chúng ta đặt cái khối lượng ở đây ở xa thì nó làm cho cái đòn bẩy quay xuống theo chiều kim đồng hồ. Lúc này chúng ta không có nắm đầu ngoài nữa, chúng ta nắm ở giữa cây này, chúng ta nhấc lên. Nắm là nhấc lên, chúng ta sẽ thấy nó nặng hơn. Nặng hơn. Rồi và cái chiều của chúng ta là đi ngược chiều kim đồng hồ, từ dưới đi lên ha. Thì lúc này cái khoảng cách của chúng ta từ cái lực của chúng ta đây đi đến cái điểm tựa chỉ có 10 thôi. Còn cái khoảng cách của cái resistance nè, cái kháng lực nè, cái load ở đây nó đến 25. Nó làm cho chúng ta mất ưu thế về việc sinh lực. Nên chúng ta phải dùng một cái lực lớn hơn để nâng được một cái vật nhẹ hơn. À, được chưa? Vì chúng ta bị mất ưu thế về cái cánh tay đòn. Nên lúc này á, cái cấu trúc của cái class 3 này, cái cánh tay đòn số 3 này á, nó sẽ là speed hay còn là mechanical disadvantage nè. Do cái FA nhỏ hơn cái RA, FA nhỏ hơn RA. Rồi. Tóm lại là gì? Tóm lại. Cái thằng class 1 á nó phụ thuộc vào cái khoảng cách hai bên này. À khoảng cách hai bên này. Cái nào dài hơn cái đó mạnh. À, cái nào dài hơn nó được ưu thế hơn. Nên vì vậy nó là cái việc thay đổi giữa cái level này thôi, nên nó mới có vừa power vừa speed luôn. Đó, tùy thuộc vào cái khoảng cách của hai thằng tác động lực lên. Rồi, cái thằng thứ hai thì sao? Thằng thứ hai á, vì cái đặt cái việc đặt điểm tựa của nó và đặt cái điểm cái lực của chúng ta và cái lực ngoại lực, nên nó ưu thế về việc sinh lực, nên nó thiên về power. Do nó lợi thế về khoảng cách từ cái chỗ phát lực cho đến cái điểm tựa so với cái khối lượng, cái resistance đến điểm tựa. Rồi, cái thứ ba, chúng ta bị gọi là mất ưu thế về lực do chúng ta phát lực, cái khoảng cách của chúng ta, cái cánh tay đòn chúng ta ngắn hơn so với cái điểm sinh lực. Rồi, ok. Rồi, tới đây hiểu được cái sự khác biệt của ba cái loại này. Để chút nữa mình giải thích vô cái cấu trúc cơ thể. Ok ha mọi người. Ok. Rồi. Ok. Đây. Đến đây thì phổ biến nhất cấu trúc số 1 là cái đầu của chúng ta. Cái đầu, điểm tựa là ở đâu? Điểm tựa là cái đầu nối giữa cái xương này, cái xương cột sống này với cái hộp sọ, điểm tựa. Cái vậy thì khi đặt cái đầu cái hộp sọ lên đây, cái đầu sẽ xu hướng rớt xuống. À, có xu hướng rớt xuống. Đây, theo chiều này nó rớt xuống nè. Thì cơ thể chúng ta có những nhóm cơ đính vào hộp sọ để kéo theo chiều ngược lại để nâng cái hộp sọ lên, định hình lên. Thì đây là cấu trúc first level, cấu trúc đòn bẩy số 1. Rồi, đòn bẩy số 2 thì sao? Đòn bẩy số 2 đây, điểm tựa đặt ở đây, cái trọng lượng ngoại lực xuống đây, còn cơ thể chúng ta phát một cái lực là cái nhóm cơ đây kéo lên. Thì theo cái lý thuyết hồi nãy, cơ thể chỉ cần sinh ra cái lực nhỏ hơn để mà nâng một cái khối lượng lớn. Đó là lý do cái cơ thể của chúng ta, cái cơ chỗ này, cái cơ bắp chân á, nó không cần quá lớn nhưng nó vẫn có thể tải được nguyên cái người chúng ta cả ngày. À, vì do cái điểm đặt của nó, à, cái điểm điểm tựa của nó. Rồi. Vậy cái cấu trúc số 3 này thì sao? Cấu trúc số 3 này là cái
mà đây là cũng là cái cấu trúc mà phổ biến nhất, common nhất ở trên cái cơ thể của chúng ta. Tức là sao? Tức là cơ bắp của chúng ta phải sinh ra một cái lực lớn hơn để nâng một cái vật nhẹ hơn so với cái lực đó. À, vì do nó bất lợi về khoảng cách cánh tay đòn. À, nó bị bất lợi về khoảng cách cánh tay đòn nè. Từ cái nơi sinh lực là cái cơ của chúng ta đến cái trục xoay nè, đến trục xoay đây, nó quá ngắn so với cái khoảng cách từ cái kháng lực, cái resistance bên ngoài đến cái chỗ, cái điểm tựa đó. Nên dẫn đến việc là chúng ta phải luôn dùng cái lực lớn hơn để nâng một cái vật nhẹ hơn. Rồi đó, từ đây về sau sẽ giải thích lên cái cấu trúc cơ thể của chúng ta cho nó phù hợp. Rồi quay lại sách. Rồi ở đây người ta định nghĩa một số khái niệm chúng ta cần nắm là first class level là cái gì. First class level, level là nó có điểm tựa, điểm tựa đặt ở giữa và hai cái đầu sinh lực á, resistive force nè và opposite side, tức là hai cái điểm đặt lực nằm hai bên đối xứng nhau. Rồi vậy thôi, đó là cấu trúc số 1. Rồi điểm tựa ở giữa, hay người ta còn gọi cái điểm mà nãy em nói nè, pivot point, tức là cái điểm trục xoay á, cái trục xoay của cái đòn bẩy. Rồi cái thứ ba là lever, lever là cái thanh đặt ở phía trên. Đó, cái thanh đặt phía trên. Từ cái thanh này nó sẽ truyền tải lực từ đầu này sang đầu kia thông qua cái điểm tựa, hoặc còn gọi là thông qua cái pivot point ở đây. Đó, dùng một cái lực để tác động lên một cái vật thể nào đó bên ngoài. Rồi, mechanical advantage. Mechanical advantage ở đây tức là tỷ lệ, ratio, tỷ lệ giữa cái cánh tay đòn của cái khoảng cách giữa cái nơi sinh lực so với cái khoảng cách đến cái chỗ mà kháng lực bên ngoài, cái vật bên ngoài. Đó. Thì nếu như giống như cái hình đầu tiên hồi nãy mình nói, nếu như mà lớn hơn 1 thì mình được ưu thế. À, còn nếu mà nhỏ hơn 1 thì mình là bất lợi về mặt sinh lực. À, đó. Ở đây người ta dùng công thức. Ở đây người ta lại dùng những cái ký hiệu khác nè, nó làm mình bị rối chỗ này. Khi mà mình nhìn tìm từ những cái tài liệu khác nhau á, đôi khi mình hơi bị rối, nhưng mà thật ra cơ chế, khi chúng ta hiểu được cơ chế rồi thì chúng ta sẽ hình dung được nó là cái gì. Đây là khoảng cách, khoảng cách giữa cái vật nặng đến điểm tựa. Còn đây là khoảng cách giữa chúng ta sinh lực đến cái điểm tựa. Rồi ở đây để cho bằng nhau thì chúng ta chỉ cần sinh một cái lực nhỏ thôi thì nó đã nâng được cái vật này lên, vì lúc này cái cánh tay đòn chúng ta dài, cánh tay đòn chúng ta dài. Rồi đi đến giải thích về cái cấu trúc cơ thể đi. Ví dụ vậy, giải thích cái hình này trước. Cái đoạn phía sau này á, đoạn phía sau này người ta đang giải thích lại cái mà advantage thôi, mechanical advantage nè. Tức là tỷ lệ đó, khi mà chia tỷ lệ của, đây chúng ta nhớ cái câu này chỗ này thôi, khoảng cách đây. Nếu mà MM đến MR, MM là gì? MM là MM, đây MM trên này mới đúng. MM là cái nơi cái khoảng cách giữa cái trục xoay á đến cái cơ bắp của chúng ta là MM. Còn MR là resistive là cái khoáng lực bên ngoài. À, để mình khô lại cái, để nó ngắt giữa chừng. Rồi mình giải thích tiếp cái hình này. Ok anh. Ok.